Chào mừng các bạn đã quay trở lại Phương Thành Review. Hôm nay sẽ là tựa game được tóm tắt trong 3 từ: mong chờ, thảm họa và sự trở lại. Đúng vậy, tựa game mình đang nhắc đến đó chính là Cyberpunk 2077. Vậy cấu hình như thế nào để có thể trải nghiệm tựa game này một cách mượt mà và ổn định nhất trên nền đồ họa ray tracing? Hãy cùng chúng mình tìm hiểu ngay trong video này nhé. CD Projekt Red yêu cầu bạn cần có một bộ PC với cấu hình vi xử lý Intel Core i5-3570K hoặc AMD FX8310 cùng card đồ họa NVIDIA GTX 970 hoặc AMD RX 470 để có thể trải nghiệm thế giới của Night City. Còn nếu bạn muốn trải nghiệm Cyberpunk một cách ổn định nhất thì con chip Intel Core i7-4790 hoặc AMD Ryzen 3-3200G và card đồ họa GTX 10606G hoặc Radeon RX 590 thì đây sẽ là cấu hình bạn cần có. Và hôm nay chúng mình sẽ build cho các bạn một bộ PC với giá 30 triệu giúp các bạn chơi mastering tựa game Cyberpunk 2077, đồng thời sẽ có ray tracing. Và đây sẽ là chi tiết cấu hình bộ máy mình build cùng con chip Core i5-13600K, card đồ họa RTX 4070, RAM 32GB cộng thêm tải nhiệt nước custom sẽ giúp trải nghiệm của bạn lên một tầm cao mới. Bạn biết không, nhìn vào tựa game này nhiều khi mình tự hỏi liệu thế giới tương lai sẽ phát triển ra sao, chất lượng cuộc sống sẽ nâng cao hơn bao nhiêu, con người có bị thay thế bằng máy móc hay không khi công nghệ hiện đại vẫn đang không ngừng phát triển. Nhưng có một điều mình có thể khẳng định rằng để thế giới hiện đại hơn, văn minh hơn thì tất cả đều dựa vào tri thức của mỗi người. Bởi làm gì có máy móc nào điều khiển được con người, nhưng con người thừa sức làm điều đó. Thế nên từ bây giờ hãy cùng chung tay tạo nên một tương lai đẹp đẽ và đáng sống hơn. Đạo đức cùng tình cảm con người mới là cốt lõi của sự bền vững. Được rồi, máy lắp đã xong, chiến thôi anh em. Bây giờ mình sẽ vào phần setting. Bật tính năng được mong chờ nhất đó là ray tracing. Anh em để ý, đây là game trước lúc bật ray tracing nha. Còn bây giờ mình sẽ vào bật ray tracing cho anh em xem. Medium, quick reset nè, mình chỉnh đây cho nhanh nha anh em. Ray tracing ultra luôn. Rồi, giờ mình sẽ ra tab ra nha. Đây, và đang bật ray tracing lên nha anh em. Đồ họa như được phủ thêm một lớp cực kỳ bóng bẩy và chân thật. Anh em thể để ý nè, lớp sơn của xe nè được phản chiếu, ánh nắng phản chiếu lên lớp sơn của xe, rất là thực tế luôn nha anh em. Đó, rồi ánh nắng, mọi thứ như ánh nắng nè, phản chiếu của mặt nước nè, được chi tiết hơn rất là nhiều. FPS khi mình bật ray tracing dao động từ 90 đến 100 FPS và nhiệt độ của CPU tầm 40 đến 45 độ C. GPU thì sử dụng tầm 60% nha anh em ơi, rất là nhẹ nhàng nha. Đồ họa cực kỳ đẹp luôn nha anh em ơi. Đến với Cyberpunk 2077 bạn sẽ được trải nghiệm thế giới cực kỳ rộng lớn, những tòa nhà tương lai chọc trời, sự xa hoa của tầng lớp quý tộc, các tập đoàn lớn thống trị xã hội được hưởng ứng những ưu đãi cực kỳ đặc biệt, khác biệt hoàn toàn với tầng lớp thấp hơn. Dù bạn có bị tai nạn xe nhưng vẫn chưa mua dịch vụ y tế thì có chết vẫn không ai cứu. Trong game, những NPC thật sự đang sống chứ không phải là những con boss được lập trình một cách nhàm chán. Gameplay của Cyberpunk 2077 là sự dung hòa của nhiều lối chơi khác nhau, bắn súng, đua xe, lén lút. Khi trải nghiệm những điều mình nói ở trên, ở chế độ ray tracing bạn sẽ thật sự đắm chìm trong thế giới tương lai hào nhoáng nhưng cũng đầy sự thối nát của game. Vậy là chúng mình đã test xong cho các bạn tựa game Cyberpunk 2077. Nếu thông tin hữu ích, hãy like video, subscribe kênh, ấn vào chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ chúng mình. Phương Thành Review, hẹn gặp các bạn ở những video tiếp theo.